từ từ nha. Một, hai, nhìn nhìn điện thoại nè. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube Ô Tô Bình Thuận. Hôm nay Tiến vừa làm xong một clip về quá trình bàn giao xe cũng như là sự chuẩn bị chu đáo đến từ Bình Thuận Ford, đội ngũ tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng của chúng tôi đã hoàn thành thủ tục và đang làm một lễ bàn giao xe đến tay quý vị khách hàng. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất và mong đợi nhất từ khi khách hàng đặt cọc mua xe cho tới lúc đăng ký và hoàn thành thủ tục hồ sơ ra biển số, thì giây phút quan trọng nhất của các quý vị khách hàng và đối với đội ngũ tư vấn viên và chăm sóc khách hàng của chúng tôi đó chính là giây phút bàn giao chiếc xe mới đến tận tay của quý vị. Chúng tôi luôn quan tâm đến quý vị khách hàng từ những chi tiết nhỏ nhất, thể hiện qua buổi lễ bàn giao xe ngày hôm nay thì quý vị khách hàng cũng thấy được sự chỉnh chu và thật sự là lộng lẫy của một buổi bàn giao xe đến từ hãng Ford Bình Thuận của chúng tôi. Tiến và các bạn tư vấn bán hàng rất là mong nhận được những nụ cười thể hiện trên môi của quý vị và sự hài lòng của quý vị là nguồn động lực giúp cho Tiến cũng như tất cả anh em tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng và tất cả nhân viên của Bình Thuận Ford nỗ lực hơn mỗi ngày, cố gắng hơn mỗi ngày để đem đến cho quý vị khách hàng những giây phút, những sự trải nghiệm và những sản phẩm tốt nhất. Đó chính là những thông điệp, những gửi gắm mà Tiến và tất cả cán bộ nhân viên của Bình Thuận Ford dành cho quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng hãy giúp Ô Tô Bình Thuận có một lượt đăng ký kênh nha, để luôn theo dõi những video mới nhất sẽ được đăng tải trên kênh YouTube của Ô Tô Bình Thuận về những dòng xe mới, xe đã qua sử dụng và những thông tin báo giá về xe và những chuyến trải nghiệm hành trình đầy thú vị trên Ô Tô Bình Thuận trong thời gian tới. Tiến xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng kênh YouTube Ô Tô Bình Thuận trong thời gian qua. Xin hẹn gặp lại quý vị trong clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn.